Thông tin mới vụ vợ chặt đầu chồng ở Bình Dương gây rúng động. Liên quan đến vụ vợ sát hại chặt đầu chồng phi tang xảy ra gần 4 tháng trước ở Bình Dương gây xôn xao dư luận, đến nay công an tỉnh đã sơ bộ hoàn tất quá trình điều tra, đang trong quá trình chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Hàn Thị Hồng Diễm, sinh năm 1985, quê ở Hậu Giang, tạm trú thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, về tội giết người. Theo đại diện công an tỉnh Bình Dương, quá trình điều tra, lời khai của bị can Diễm phù hợp với công tác điều tra hiện trường, kết quả giám định mẫu ADN, lời khai của các nhân chứng và người có liên quan khác. Công tác điều tra đã làm rõ từng chi tiết của vụ án mà do đó không cần gia hạn tạm giam thêm đối với bị can Diễm để điều tra. Công an xác định rõ Diễm sát hại chồng Lan Trần Thanh Tú, sinh năm 1982, quê ở Sóc Trăng, tạm trú cùng địa chỉ vì mâu thuẫn nghi ngờ chồng có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Diễm được xác định là gây án một mình, không có đồng phạm giúp sức, cũng như không có ai biết được hành vi phạm tội của bị can này cho đến khi cơ quan công an khám phá. Quá trình phân xác chồng như chở đi phi tang ở nhiều địa điểm, Diễm cũng một mình thực hiện. Theo lời khai của Diễm và qua điều tra, công an có làm rõ vợ chồng Diễm có hai con lần lượt 8 và 12 tuổi đều gửi ở quê cho cha mẹ chăm sóc, ăn học. Vợ chồng Diễm Anh Tú đi làm ăn xa, thuê phòng trọ tại đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và hàng tháng gửi tiền để lo cho con. Gây án lạnh lùng. Trước thời điểm gây án, Diễm nghi ngờ chồng có người khác nên vợ chồng mâu thuẫn, sống trong căng thẳng. Tối ngày 15 tháng 12 năm 2017, anh Tú đi nhậu về tới phòng trọ thì vợ chồng lại mâu thuẫn cự cãi. Lúc này anh Tú có dọa đánh, giết Diễm và cả hai lao vào ẩu đả. Anh Tú có chụp lấy một con dao trong phòng trọ tấn công nhưng Diễm né được, giật lấy con dao phản ứng lại khiến anh Tú bị thương ở vùng cổ. Vợ chồng ôm vật nhau dưới nền nhà, anh Tú dùng chân đạp Diễm và có dọa rằng nếu tao còn sống thì mày phải chết. Diễn biến sau đó, Diễm đã dùng con dao trên liên tiếp tấn công cho đến khi anh Tú tử vong. Mất một khoảng thời gian ngắn tự trấn an tinh thần, sau đó Diễm nghĩ đến chuyện phân xác chồng để mang đi phi tang ở nhiều nơi nhằm phi tang tội ác. Từ đêm 15 đến rạng sáng 16 tháng 12, Diễm lần lượt dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể của anh Tú chứa trong các bao ni lông, ba lô để mang đến vứt ở các bãi rác dân sinh trên địa bàn phường Thuận Giao. Quá trình này, Diễm đã lau sạch dấu vết tội ác trong phòng trọ. Sau khi phi tang các phần thi thể chồng xong, Diễm quay về vứt con dao gây án trước phòng trọ, mang xe gắn máy có dính vết máu đến một địa điểm gần nhà để rửa và từ đó sinh sống bình thường ngay trong căn phòng trọ đã giết chồng. Trong ngày 16 và ngày 17 tháng 12, các đoạn thi thể của anh Tú được người dân phát hiện tại các bãi rác dân sinh và báo cơ quan công an. Thời gian này, Diễm vẫn tỏ ra bình thản, có xuất hiện tại một trong số các địa điểm phát hiện xác người đó để xem như người dân hiếu kỳ. Có hàng xóm hỏi Diễm về việc không thấy anh Tú đâu thì người đàn bà này trả lời chồng mình đã về quê để lánh nợ. Từ việc người dân cung cấp nhiều thông tin quý giá và chính gia đình anh Tú ở quê cũng nghi ngờ, do nhận dạng hình qua mạng xã hội đã có liên lạc nên trong tối ngày 17 tháng 12, công an tìm đến phòng trọ của vợ chồng Diễm để tìm hiểu. Diễm vẫn khai báo thông tin về chồng với cơ quan công an như nói với người hàng xóm. Tuy nhiên, hàng xóm chung trọ có cho biết đêm của hai hôm trước nghe tiếng vợ chồng Diễm lớn tiếng ở phòng trọ, từ đó họ không thấy anh Tú nữa. Từ nghi vấn, công an đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Diễm kỹ lưỡng và phát hiện một số dấu vết là máu khô ở nền nhà trên một số vật dụng. Diễm bị mời về cơ quan công an và qua đấu tranh, Diễm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đổi tên núi dựng truyền thuyết để xây trái phép ở Tràng An. Không có dấu tích đang tế trời trên đỉnh núi Hạ, người ta dựng lên truyền thuyết để xây dựng trái phép, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh nói. Công trình xây dựng đường dẫn lên xuống đỉnh núi Cái Hạ, khu du lịch Tràng An, gồm 953 bậc thang, có cột trụ tay vịn bằng bê tông cốt thép kiên cố đang được tháo dỡ thủ công. Tại đỉnh núi Cái Hạ ở độ cao 95m, công ty cổ phần du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm giám đốc đã dựng lên một tấm biển chỉ dẫn có nội dung năm 1967 dẹp loạn sau 12 sứ quân, Giang Sơn đã thu về một mối Đinh Bộ Lĩnh cho dựng đàn trên đỉnh núi để tế trời đất, bố cáo thiên hạ đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu Thái Bình. Tấm biển còn ghi rõ ngày 10 tháng 3 trùng với ngày giỗ tổ vua Hùng chính là ngày Đinh Bộ Lĩnh lập đàn tế bố cáo trời đất.
Để lên đàn tế trời này, chủ đầu tư cho xây dựng con đường chiều dài 1.115m gồm 2.234 bậc thang lên xuống. Điểm bằng phẳng nhất trên đỉnh cái hà khoảng chục mét vuông, đơn vị sai phạm dựng cột bê tông đài sen ở bốn góc với vỏn vẹn chỉ một bó hoa tươi cùng một ít chân nhang. Tấm biển chỉ dẫn cho thấy núi này có tên là núi Huyền Vũ chứ không phải là cái hạ, địa danh ghi trong hồ sơ quản lý danh thắng Tràng An của Sở Du lịch Ninh Bình. Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh khẳng định không có dấu vết gì cho thấy có di tích đàn kính thiên. Núi Cái Hạ thuộc khu vực quần thể vùng lõi có cư dân sinh sống xen kẽ, đỉnh núi nhỏ, bề mặt hẹp, độ cao 95m và cũng không có bất kỳ dấu tích nào cho thấy có di tích cổ ở đây. Việc ông Son cho rằng có dấu vết đàn kinh thiên rồi phục dựng di tích là thiếu cơ sở, đó chỉ là lý do ông ấy nại ra để thu hút du khách, ông Mạnh nói. Chủ đầu tư có bị truy tố hình sự? Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Sở đã 5 lần có các văn bản kiến nghị các đơn vị hữu quan, Sở Văn hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xử lý công trình xây dựng xâm phạm tới danh thắng đã xếp hạng xâm hại rừng đặc dụng thuộc vùng lõi di sản. Tuy nhiên, công trình này vẫn không dừng lại, vẫn hoàn thành và mở cửa đón khách. Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản, yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Thời gian buộc tháo dỡ từ giữa tháng 12 năm 2017, tuy nhiên hơn 3 tháng sau việc tháo dỡ mới được bắt đầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư Nguyễn Quốc Hưng cho hay, ông cũng có phần trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm kéo dài, gây hậu quả đáng tiếc. Trách nhiệm cụ thể cá nhân đến đâu vẫn phải chờ kết luận của Thanh tra Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Bí thư huyện Hoa Lư Nguyễn Sĩ Trí cũng cho hay sẽ xem xét trách nhiệm các phòng ban, Ủy ban Nhân dân xã Trường Yên và các cá nhân liên quan trong lĩnh vực quản lý để xảy ra sai phạm. Để xảy ra sai phạm này có trách nhiệm của xã, của huyện, chúng tôi nhận thức sẽ làm rõ trách nhiệm, việc kiểm điểm sẽ tiến hành từng bước theo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sai phạm sẽ phải xử lý nghiêm túc, Bí thư huyện Hoa Lư nói. Từ chuyện quái thú xuyên không 20 tỉnh thành. Cảnh sát giao thông đã ở đâu khi chiếc xe quái thú chở cây cổ thụ trùm kín diện tích mặt đường đi qua ít nhất 20 tỉnh, thành phố? Kiểm lâm đã ở đâu khi rừng liêm được bảo vệ nghiêm ngặt ở Quảng Nam bị tàn phá nặng nề? Vụ phá rừng liêm cổ thụ ở Nam Giang, Quảng Nam đang giống như một trò đùa khi bỗng một ngày người ta phát hiện hàng chục cây liêm, xoan đào cổ thụ bị chặt phá tan hoang. Hài hước ở chỗ đây là khu rừng mà cơ quan chức năng khẳng định được bảo vệ nghiêm ngặt như trò đùa là vì lâm tặc kéo cưa dựng lán cưa xẻ tại chỗ, biến rừng già được bảo vệ nghiêm ngặt trở thành một đại công trường như trong sân nhà. Cả một cánh rừng bị tàn phá, những cây cổ thụ đường kính đến 3-4 người ôm, chứ đâu phải cái tâm, ấy thế mà cả kiểm lâm, cả ban quản lý rừng, cả các tổ đội bảo vệ luân phiên nhau trực 24/24 đều không biết, không nghe và không thấy. Để đến lúc mất rồi, tan hoang rồi, mới lại trực tiếp thị sát hiện trường, thốt lên những câu bàng hoàng, đau đớn, xót xa như máu mình đổ xuống. Các vị quan chức ấy, những cơ quan chức năng ấy đã làm gì khi máu của rừng tuôn rơi? Cũng thời sự và không ít liên quan là chuyện chiếc xe quái thú chở cây cổ thụ to như con khủng long xuyên không suốt 20 tỉnh, thành phố. Một tờ báo đã cử phóng viên liên hệ với cảnh sát giao thông suốt dọc tuyến Đắk Lắk ra Hà Nội và câu trả lời cũng thật hóm hỉnh hài hước. Không biết, không thấy, không xử lý phương tiện chuyên trở cây nào như báo chí đã phản ánh. Một gốc cổ thụ khổng lồ dài hơn 20m, cành ngọn vươn khỏi thùng xe đi cả ngàn km qua chục tỉnh thành mà không một trạm nào phát hiện. Không lẽ nó là cây kim dắt vành tay, không lẽ nó bay trên trời hay có thể xuyên không ra thẳng Hà Nội? Nói vụ phá rừng ở Quảng Nam ít nhiều liên quan đến chiếc xe quái thú đi từ Đắk Lắk ra Hà Nội là bởi nếu những con voi vẫn có thể chui lọt lỗ kim thì tránh sao được tình trạng phá rừng. Cái cây khủng như vậy còn rót lọt, huống chi những khối gỗ lầu nhỏ hơn nhiều, cảnh sát giao thông đã ở đâu khi chiếc xe quái thú nhìn rõ là vi phạm luật giao thông đi qua 20 tỉnh, thành phố? Kiểm lâm đã ở đâu khi lâm tặc vác dao vào rừng,
nếu ngay cả câu hỏi đơn giản này chúng ta cũng không thể trả lời, thì làm sao có thể nói cho dân tin câu chuyện bảo vệ rừng, làm sao có thể nói đến sự vô tư của pháp luật.